Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hiện tại mình đang có mặt ở shop 10K51 Hồ Áo Hớn. Và mình chuẩn bị có một thông báo rất là đặc biệt dành cho các bạn, và chúng ta chờ một xíu nữa nha. Mình sẽ đưa thông báo này cho tất cả mọi người. Hello anh. Xin chào nhóc siêu quậy. Đợi một tí xíu nữa anh sẽ đưa ra một thông báo rất là đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Xin chào. Hello các bạn. Ông già Noel không có bụng gì hết trơn. Xin chào Phụng Trần. Một tí xíu nữa thôi, Mỹ sẽ đưa cho các bạn một thông báo rất đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Các bạn nhớ đón chờ nha. Hello, mọi người vô đi. mọi người vô càng nhiều đi. Bây giờ Mỹ sẽ thông báo cho các bạn một thông báo rất là đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi thì hãy nói sẵn sàng đi, là Mỹ sẽ thông báo liền luôn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi thì mọi người hãy nói là sẵn sàng đi ạ. Hello Mai Bình, hello Phụng Trần. Xin chào. Để nhiệt càng nhiều người càng xem. Mọi người chia sẻ livestream này cho mình đi ạ. Để càng nhiều người càng xem, chúng ta sẽ được hưởng cái ưu đãi này cùng nhau luôn. Mọi người chia sẻ đi. Xin chào Mai Bình. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nghe thông báo chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi thì comment cho mình biết với. Mọi người share livestream này cho Mỹ với nha. Chuẩn bị chưa? 10 giây nữa thông báo liền luôn. Hello Thanh Hiền, chào em. Hello nhóc siêu quậy, sẵn sàng rồi phải không ạ? Các bạn nào sẵn sàng hết chưa? Thanh Hiền đã sẵn sàng chưa nào? Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giùm cho Mỹ đi nào. Chỉ còn tới 50 view là Mỹ sẽ thông báo liền luôn. Một chương trình rất là hấp dẫn trong ngày hôm nay. Xin chào. Chia sẻ cho mình đi nào. Chỉ còn 50 view là mình sẽ thông báo liền luôn. Xin chào Thanh Hiền, xin chào Khoa Đăng. Các bạn chia sẻ đi, rồi mình sẽ thông báo liền luôn. Hả? Nó làm gì? Được ba lét, chi vậy? Thôi, để vô. Nhà cá đóng mình luôn. Vô nữa. Mãi kiếm chim bắt là chân à. Mỗi lần lai trên xe luôn. Rồi ok thôi, bây giờ giới thiệu đi. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ thông báo chương trình hấp dẫn ngày hôm nay nha. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng trận AF Cup vừa qua. Shop 10K sẽ sale bất chấp, giảm 50% tất cả mặt hàng cây bớt và hàng Noel. Lưu ý là chỉ dành cho 100 đơn hàng đã đăng ký theo dõi shop 10K trên Shopee nha các bạn.
chỉ 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ? Chỉ 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha, sẽ được giảm 50% tất cả mặt hàng cây bóp và hàng Noel ở trên Shopee. Trong livestream này mình có xem một cái link, các bạn có thể bấm vào để xem sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một số sản phẩm cây bóp để cho các bạn xem nha. Đây là một cái ba lô in hình BTS, rất là xinh, chất liệu rất là chắc chắn luôn. Có rất là nhiều ngăn đây cho các bạn đựng nữa. Ba lô này có giá là 320.000. Nếu mà các bạn đặt hàng trên Shopee á, thì chỉ có giá là 160.000 thôi. Và lưu ý là chỉ 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha các bạn. Nhanh tay lên nha, đừng để mình là người thứ 101 nha các bạn ơi. Ba lô BTS. Mình có thêm một mẫu nữa. Rất là chất, rất là ngầu luôn. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng trên Shopee nha, bởi vì chỉ có 100 đơn hàng đầu tiên thôi mới được giảm 50%. Nếu mà để lố quá lắm, qua 101 thì rất là tiếc luôn. Ba lô này có giá là 320, giảm 50% tại Shopee là còn 160 thôi. Các bạn mau đặt hàng nha. Rồi tiếp theo, mình xin giới thiệu cho các bạn một chiếc gói in hình biểu tượng BTS rất là dễ thương luôn. Rất là mềm, bóp rất là đã luôn. Giảm 50% cho 100 đơn hàng đầu tiên theo dõi shop 10k tại Shopee nha. Chiếc gối này có giá là 135.000. Giảm 50% thì chỉ còn có 67.500 thôi. Rất là mềm luôn, ôm rất là đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua sản phẩm tiếp theo nha. Mọi người nhớ chia sẻ livestream này cho Mỹ với nha, để cho càng nhiều người xem thì chúng ta sẽ cùng hưởng ưu đãi cùng nhau. Đây là một miếng lót chuột in hình biểu tượng BTS. Lót chuột này có giá là 40.000. Các bạn đăng ký mua hàng trên Shopee thì chỉ có giá là 20k thôi. Và lưu ý là 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha các bạn ơi. Miếng lót chuột. Các bạn có thể xem thêm những sản phẩm á, tại Shopee trên shop 10k. Các bạn lên Shopee có thể search là shop10k.hcm để có thể tìm ra shop của mình. Lưu ý chỉ có 100 đơn hàng đầu tiên được giảm 50% thôi nha các bạn. Đây là giấy bao tập in hình BTS. Giấy bao tập này có giá là 10k, khi các bạn mua hàng trên Shopee á, thì chỉ có giá là 5k thôi. Cho nên chúng ta tranh thủ nhanh tay đăng ký mua hàng tại Shopee nha. Có rất là nhiều mẫu các bạn có thể lựa chọn ở trên Shopee luôn. Đây là poster BTS. Trong đây gồm có 8 tấm. Rất là đẹp luôn. Với poster này có giá là 40.000. Khi các bạn đăng ký mua hàng trên Shopee thì chỉ còn có 20k thôi. Nhanh tay lên nha các bạn ơi, bởi vì chỉ có 100 đơn hàng đầu tiên thì mới được giảm giá thôi. Nếu mà để lỡ qua một người 101 thì rất là tiếc đó. Đây là cái nón in hình biểu tượng BTS. Rất là xinh. Chất liệu rất là mềm, không có nóng, rất là mềm luôn. Mình có rất là nhiều mẫu, các bạn có thể lựa chọn trên Shopee. Đây là cái túi đựng điện thoại. Mình gỡ thử ra cho các bạn xem nha. In hình biểu tượng BTS. Có rất nhiều màu cho các bạn lựa chọn luôn. Các bạn có thể xem tại Shopee nha. Chiếc túi này thì chỉ có trên giá 95.000. Các bạn mua trên hàng trên Shopee á thì được giảm 50%. Lưu ý là chỉ 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha các bạn ơi. Nhanh tay lên nào. Rất là xinh. Bây giờ chúng ta sẽ qua sản phẩm tiếp theo nha. Đây là một cái bóp viết BTS. Một trăm đơn hàng đầu tiên trên Shopee sẽ được giảm 50% nha các bạn ơi. Nhanh tay đặt hàng nào, bởi vì số lượng đơn hàng của chúng ta có hạn đó, chỉ 100 đơn hàng thôi. Đây là một cái bóp viết khác nữa về BTS, có hai ngăn. Mình xin mở ra cho các bạn xem nha.
nó có hai ngăn đó. Giá của chiếc túi này là 40.000, khi các bạn mua trên Shopee thì chỉ còn 20k thôi. Nhanh tay lên nha, nhanh tay lên nha, chỉ 100 đơn hàng đầu tiên Shopee thôi đó. Và mình còn miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng 99k tại thành phố Hồ Chí Minh và những đơn hàng trên 200k tại tỉnh thì đều được free ship luôn. Đây là một cái ví đựng tiền in hình BTS. Có rất là nhiều mẫu các bạn có thể lựa trên Shopee nha. Chiếc ví đựng tiền này có giá là 30k, khi các bạn mua trên Shopee thì chỉ còn 15k thôi. Nhanh tay lên nha, nhanh tay lên nha. Xin chào Thanh Hiền, xin chào Phúc Yên. Rất nhiều mẫu khác. Còn rất nhiều mẫu khác nữa các em có thể lựa trên Shopee á. Đây là thêm những cái mẫu túi đựng tiền khác nữa cũng in hình BTS luôn. Chiếc túi này chỉ có 25k thôi, cái các em mua trên Shopee á thì chỉ còn có 12.500 thôi. Lưu ý là chỉ đối với 100 đơn hàng đầu tiên trên Shopee thôi nha các bạn ạ. Thêm một cái kiểu bóp khác nữa. Đây là bóp đựng tiền dành cho nữ. Chiếc bóp này có giá là 150k. Nhưng mà các bạn mua hàng trên Shopee chỉ còn có 75k thôi. Nhanh tay lên nha, nhanh tay lên nha. Rồi mình sẽ qua sản phẩm tiếp theo. Khẩu trang in hình BTS. Rất là xinh, rất là dễ thương. Có hai màu trắng và đen cho các bạn lựa chọn. Và có nhiều hình biểu tượng, các bạn có thể lên Shopee để lựa nha. Chiếc khẩu trang này có giá là 25k và được giảm 50% là chỉ còn 12.500 thôi. Xin chào Nguyễn Minh Anh. Nguyễn Minh Anh nhớ chia sẻ clip này cho anh với nha. Rồi. Đây là những cây bút in hình biểu tượng BTS. Nó có cái nắp để các em đậy lại. Xem thêm nhiều mẫu có rất nhiều. Các em có thể xem thêm nhiều mẫu tại Shopee nha. Mua trên Shopee thì cái bút này chỉ có 7.500 thôi. Nhanh tay nha các em ơi, chỉ có 100 đơn hàng đầu tiên thôi đó. Bây giờ còn những sản phẩm đâu em. Và không chỉ giảm giá hàng sản phẩm của BTS mà shop 10k còn hiện tại còn giảm tất cả mặt hàng Noel 50% cho 100 đơn hàng đăng ký mua hàng đầu tiên trên Shopee luôn. Đây là những cái bóp đựng tai nghe Noel rất là dễ thương, với giá là 25k, khi mua trên Shopee là chỉ còn 12.500 thôi, cho 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha các em ơi. Đây là những cái móc khóa Noel rất là xinh luôn. Để rất là dễ thương. Giá rất là rẻ nha các em, chỉ có 15.000 thôi, khi mà các em mua hàng trên Shopee thì còn có 7.500 thôi à. Cho 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha. Miễn phí ship cho đơn hàng 99k ở thành phố Hồ Chí Minh và đơn hàng 200k ở tỉnh thì sẽ được free ship luôn nha. Còn chần chờ gì nữa mà không mua đi nào. Đây là những quả cầu tuyết. Tắt lên thì tuyết nó sẽ bay nè. Giảm 50% luôn, giảm 50% luôn những mặt hàng mà có liên quan tới Noel á. Khi các em mua trên Shopee á đều được giảm 50% luôn. Ở dưới đây nó có cái nút để các em bấm đèn nữa. Đây là quả cầu tuyết khổng lồ luôn. Tự xoay tuyết luôn nha các em ơi. Khi các em đặt hàng những sản phẩm này á trên Shopee thì sẽ được giảm 50%, nhưng mà chỉ cho 100 đơn hàng đầu tiên thôi nha. Các em mau nhanh chóng đi nào. Còn có thêm một kiểu nữa. Đẹp quá. Giá của sản phẩm này là 250k, khi các em mua trên Shopee á thì chỉ có giá là 250 thôi. Và còn được free ship nữa. Đây sẽ là một món quà Giáng sinh rất là ý nghĩa nếu mà chúng ta tặng cho bạn bè và người thân của mình. Rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì shop còn có bán những cái phụ kiện Noel nữa.
cái cài cài tóc sừng tuần lọc này chỉ có giá là 35k. Khi mà các em mua trên Shopee á, thì chỉ còn có phân nửa thôi. Có rất là nhiều mẫu để cho các bạn mình lựa chọn luôn. Chỉ 100 đơn hàng đầu tiên mới được giảm nha Minh Anh ơi. Ngoài ra còn có rất là nhiều bút viết in hình Noel. Cái thông, ui. Cái thông cũng rất là xinh. Ok, còn rất nhiều sản phẩm các bạn xem tại Shopee. Và còn rất nhiều sản phẩm khác các em có thể xem tại Shopee nha. Bây giờ thì sắp hết livestream rồi đi. Anh sẽ cho các em xem một những sản phẩm có tại shop. Và lưu ý là chương trình của chúng ta chỉ giảm 50% tất cả mặt hàng BTS và hàng Noel cho 100 đơn hàng đầu tiên đăng ký tại Shopee nha. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những lần livestream lần sau nha. Tạm biệt.